Này biệt ly, tôi tiễn anh trên bước đi. Lòng thân ái thắm thiết khăng khít bền lâu. Anh ơi, cái đàn của anh đâu? Sao lại đi kéo bằng cái que này? Ôi trời, nhắc đến lại thấy chán. Hôm qua đi làm một đám hỉ, thế bố nào nhầm lại kéo cái bài nhạc hiếu. Thế là con gia chủ đã đập bố đàn rồi. Ôi giời. Đám cưới với đám ma mà cũng nhầm được thì thôi, ảo thật. Thế này là tổ sư cụ là dạy không đến nơi đến chốn rồi. Không phải, đồ này có tuổi hay sao nó cứ nhớ nhớ quên quên. Bác ơi, ôi, ra rồi. Bác ơi, con nhà em không có tội đâu bác ạ. Đề nghị để tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ. Cháu chào bà. Cháu xin lỗi tất cả mọi người. Ai, thằng em cố gắng lên nhá. Vào trong đấy, cố cải tạo tốt. Đá cho đội Juven xong về với đội của anh, anh sẽ cho em tỏa sáng. À, về đây sẽ đi bốc vác trái cây cùng với thằng này. À, thế tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa các đồng chí? Xin cảm ơn bác. Con ơi, mẹ thương con lắm. Con ơi. Giọt buồn chia đôi đường đi. Chứ ở lại đây thì không biết thế nào. Lần đầu tiên nhá, được nhận nhiệm vụ để chứng kiến bắt tội phạm oai, nhưng mà cũng run phết, sợ nó manh động. Này, tôi tưởng là không gặp được bà nữa chứ. Thế à? Cứ không được bà ơi, đây là chuyện đau khổ của gia đình nhà tôi. Nhà tôi đang buồn lắm, không được bà đừng bàn nữa được không? Có phải việc của nhà không được bà đâu. Này. À. Thế thằng kia nó lại khai thằng Bát là môi giới bán thận. Mà cái thằng Bát xà mâu đã bán được quả thận nào đâu. Thì nó giới thiệu thật với không phải giới thiệu là cái gì. Con đi vào động viên bố mẹ của con đi. Đổ đạc làm túng tè thế này. Cuống quýt hết cả lên. Chẳng chuẩn bị được gì cho thằng bé cả. Mấy bộ quần áo vẫn còn nguyên đây. Nó lấy gì để nó thay cơ chứ. Ông xem như thế này. Con ơi, xem gửi vào cho em đây này. Chưa mặc thì cất đấy, càng mới. Vào đấy thể nào người ta chả đưa cho cái bộ du tút. Ông bà không phải lo. Này, cái bộ du tút là thế nào đấy bà? Tôi biết đâu đấy, là tôi nghe thằng bố Lưu bảo thế. Tôi không biết thì bà ngậm mồm vào đi. Em mày thế mới còn cười được à? Bà này có vẻ hả hê lắm nha. Con ạ, à, mày phải xem em nó bị giam ở đâu. Xong rồi là lo lót chạy trọt cho em nó qua cái đận này con ạ. À. Lo lót chạy trọt cái gì? Giờ này thì vẫn còn bảo lo lót chạy trọt cho nó được thế nào? Thế lần trước bố mẹ chả chạy cho em nó còn gì? Gì nữa? Thế giờ bố chạy tiếp đi, bố bảo con làm gì? Lần trước có ít tiền, chạy hết rồi. Lần này á, tệu, trách nhiệm thuộc về con. Con ơi, con phải cố gắng cùng với bố mẹ gom góp tiền để lo cho em nó đợt này. Ừ. Nhá. Còn tệu, chả cố được. Bảo không có tiền, không có tiền. Ông bà nghe thấy rồi đấy, cháu nó không còn tiền. Rồi, bà bảo con bà giả tiền cho chúng tôi đi. Tôi cũng như ông bà, tử con rồi. Này, chả tin được. Con mụ này lúc nào mặt cũng ra vẻ nhầu như dưa. Thế nhưng mà nhìn cái mắt là gian. Tin không tin bố mẹ. Thằng Bát bây giờ bị bắt đi rồi. Bố mẹ cũng khăn gói quả mướp về quê luôn đi. Ở đây vừa nóng vừa ngốt, cứ cố đấm ăn xôi làm cái gì. Mẹ. Xôi đâu mà ăn. Mà bố nói cho con biết, bố mẹ toàn tâm toàn ý ở đây để lo cho em con. Về quê bây giờ có mà chết nhục à? Thằng Bát nó biết tự thú, nghĩa là nó đã nhận ra được cái lỗi lầm của nó. Kiểu gì nó cũng thay đổi. Thế còn bố mẹ, tại sao đến giờ phút này bố mẹ vẫn không thể khác đi được à? Bà ơi, thế hay là
Để tôi lấy thùng bánh nữa để cho bà đi bán cùng tôi nhá. Bà bị điên à? Tôi ra đây để bán bánh với bà à?